quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Vào 4 giờ sáng ngày 18 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông. Với sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo trong ngày và đêm 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 20 km một giờ và mạnh lên thành bão số 4. Đến 4 giờ sáng ngày 19 tháng 9, tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 340 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày và đêm 19 tháng 9, khi áp sát vùng biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, bão đổi hướng theo hướng Tây Tây Bắc, di chuyển chậm lại khoảng 15 km một giờ, men theo vùng biển Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 9, tâm bão trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng. Trong ngày và đêm 20 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, bão số 4 rất ít khả năng trở thành cơn bão mạnh, nhưng lại rất phức tạp và khó lường về đường đi. Vì vậy, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, ngày 18 tháng 9 có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, tương đương từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km một giờ, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Từ gần sáng vào ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, tương đương 89 đến 102 km một giờ. Sâu trong đất liền có gió giật cấp 6 đến cấp 7. Do ảnh hưởng của vùng mây trước bão, sau đó là hoàn lưu bão, nên từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Ngoài ra, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp do mưa lớn, cũng như khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Theo tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đang trên đất liền phía đông đảo Luzon, Philippines vào sáng sớm ngày 17 tháng 9. Cụ thể, The Rappler, một trang web tin tức trực tuyến của Philippines đưa tin, một bản tin dự báo thời tiết trên YouTube ngày 16 tháng 9 cho biết áp thấp nhiệt đới Jenner mạnh lên thành siêu bão và tín hiệu cảnh báo bão số 4 đã được đưa ra ở Philippines. Tuy nhiên, đây là video tin giả được đăng vào ngày 16 tháng 9 và có hơn 28.000 lượt xem tính đến thời điểm viết bài. Video được đăng bởi một kênh có 88.800 người đăng ký. Ảnh đại diện của video tin giả có nội dung siêu bão, bão nhiệt đới mới Jenner sẽ gây thiệt hại lớn cho Philippines. Tiêu đề của video tuyên bố rằng tín hiệu cảnh báo bão số 4 đã được đưa ra ở Philippines. Trong khi đó, bản tin dự báo bão lúc 20 giờ ngày 16 tháng 9 của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho hay, Jenner được phân loại là áp thấp nhiệt đới, tín hiệu số 1 là tín hiệu gió cao nhất có thể đưa ra đối với áp thấp nhiệt đới. Theo bản tin dự báo bão hồi 4 giờ ngày 17 tháng 9 của Pagasa, áp thấp nhiệt đới Jenner vẫn duy trì cường độ khi di chuyển về phía tây của Bắc Luzon. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào hồi 4 giờ ngày 17 tháng 9 ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 122 độ Kinh Đông ở khu vực lân cận Alicia, Isabela. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương 55 km một giờ, giật 70 km một giờ. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu hướng Tây với tốc độ 30 km một giờ, gió mạnh mở rộng ra ngoài lên đến 360 km một giờ từ tâm áp thấp nhiệt đới. Jenner dự kiến xuất hiện trên vùng biển ven bờ của Ilocos hoặc La Union trong ngày 17 tháng 9, sau đó sẽ di chuyển về phía Tây trên Biển Đông cho đến ngày 19 tháng 9, trước khi chuyển hướng Tây Tây Bắc, hướng đến miền Nam Trung Quốc. Jenner có thể rời khỏi khu vực dự báo của Philippines trong khoảng thời gian từ đêm ngày 17 tháng 9 đến sáng ngày 18 tháng 9.
Jenner cũng có khả năng sẽ đi qua vùng đất liền Luzon dưới dạng áp thấp nhiệt đới, cũng có khả năng suy yếu nhẹ khi tương tác với địa hình đồi núi của Bắc Luzon. Trên Biển Đông, Jenner có thể mạnh lên thành bão vào đêm 17 tháng 9 hoặc sớm ngày 18 tháng 9 và không loại trừ khả năng tăng cường thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, khi áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão, nó sẽ là bão số 4, có khả năng tác động lên đất liền Việt Nam. Về cường độ của bão số 4, theo nhận định của Việt Nam và các đài khí tượng lớn trên thế giới, cơn bão này ít có khả năng mạnh như siêu bão Yagi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những tháng cuối năm 2024 có thể xảy ra bão dồn dập trên Biển Đông, không loại trừ nguy cơ bão chồng bão, lũ chồng lũ. Hiện nay, vùng biển ngoài khơi Philippines đang tồn tại hai vùng áp thấp, nhưng theo các chuyên gia, còn rất xa để xác định về khả năng hình thành bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ các vùng áp thấp này. Ngoài ra, trong nửa cuối tháng 9, trên Biển Đông có thể hình thành giải hội tụ nhiệt đới. Trên giải hội tụ nhiệt đới này có thể xuất hiện các nhiễu động mạnh lên thành bão áp thấp nhiệt đới. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ nay đến hết năm 2024, còn khoảng 6 đến 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 3 đến 4 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Ông Khiêm cũng lưu ý, với ảnh hưởng của La Nina, những tháng cuối năm 2024, trên Biển Đông có thể xuất hiện bão dồn dập, dẫn đến mưa chồng mưa, lũ chồng lũ ở khu vực miền Trung nước ta. Không loại trừ khả năng, tháng 1 năm 2025 vẫn còn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9 năm 2024, hoàn lưu sau bão số 3 sẽ gây mưa lớn cho cả khu vực đồng bằng Trung Du và vùng núi phía Bắc, với lượng mưa trung bình trong vòng 24 giờ có thể lên tới 100-150mm, có nơi có thể trên 200mm. Ông Mai Văn Kiêm đặc biệt lưu ý nguy cơ cao xảy ra lũ trên các sông suối và lũ quét sạt lở đất tại một số địa phương. Cụ thể, các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, lũ có thể lên mức báo động 2 đến mức báo động 3. Lũ trên sông trên các sông Ngòi Thia, Yên Bái, sông Bôi, Hòa Bình, Hoàng Long, Ninh Bình lên mức báo động 3, hạ lưu sông Lục Nam lên mức báo động 2. Bên cạnh đó cũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, thành phố và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ do mưa lớn, đặc biệt là ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội. Cùng với đó, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa. Ông Khiêm cũng khuyến cáo người dân cần đề phòng một số cây có thể chưa đứt hết chân trong đợt gió mạnh vừa qua, có thể đổ khi có tác động. Thêm vào đó, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh, lũ quét sạt lở là điều rất đáng lo. Mưa nhiều nơi đã ở vào khoảng 200-300mm, nên bà con cần lưu ý các khu vực đã xác định nguy cơ cao, tạm thời không di chuyển qua. Ông Khiêm cảnh báo, những ngày tới vẫn còn mưa, bà con nên lưu ý khi qua sông suối đập tràn, và nên hạn chế hoặc dừng các hoạt động mưu sinh đi vào rừng. Theo dự báo bão mới nhất, Biển Đông dự kiến đón thêm 5 cơn bão từ nay tới giữa tháng 11. Bão số 3 Yagi là cơn bão số 3 ở Biển Đông và là cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Cơn bão đang di chuyển ở phía đông Biển Đông và đang tiến dần về bờ biển phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão Yagi, các địa phương trên đường đi của bão đang chuẩn bị ứng phó với lượng mưa lớn khả năng bão đổ bộ. Với tổng lượng mưa dự kiến từ 250-350mm, một số khu vực có thể có lượng mưa vượt quá 400mm từ đêm ngày 5 tháng 9 đến hết ngày 7 tháng 9, theo tin bão mới nhất của China Daily. Đảo Hải Nam đã trải qua tháng 8 không có bão, dẫn đến lượng mưa giảm. Giới chức địa phương ghi nhận, lượng mưa hàng tháng tại đây chỉ đạt 142,3mm, giảm 53,2% so với năm ngoái. Hòn đảo này cũng có nhiệt độ trung bình 29 độ C, cao hơn 1,3 độ C so với mức trung bình hàng năm, dẫn đến tình trạng hạn hán khí tượng ở nhiều khu vực. Cũng trong tin bão mới nhất của China Daily, ngoài thông tin về bão Yagi, các nhà dự báo bão nhận định, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 11 năm nay, đảo Hải Nam ở khu vực phía Bắc Biển Đông có thể đón tới 5 cơn bão, với một hoặc hai cơn bão trong số này có thể đổ bộ đất liền. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ cao hơn về các thảm họa liên quan đến bão mạnh so với diễn biến thời tiết thông thường trong khu vực vào giai đoạn này của các năm. Về diễn biến bão Yagi, vào tối ngày 4 tháng 9, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ với cơn bão mới nhất ở Biển Đông. Bão Yagi dự kiến gây gió mạnh và mưa lớn tới các khu vực ở phía Nam Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng cấp phản ứng khẩn cấp với bão Yagi từ cấp 4 lên cấp 2. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, bão Yagi sẽ di chuyển về phía Tây Bắc
với tốc độ khoảng 10 km/h với cường độ tăng dần. Các nhà dự báo bão Trung Quốc nhận định, bão Yagi dự kiến đổ bộ khu vực ven biển từ Quỳnh Hải, đảo Hải Nam đến Điện Bạch ở Quảng Đông vào chiều ngày 6 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão, dự kiến gió giật mạnh ở eo biển Đài Loan Trung Quốc, eo Ba Sĩ, hầu hết các khu vực Biển Đông cũng như một số khu vực ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông từ tối ngày 4 đến ngày 5 tháng 9. Mưa lớn dự kiến xảy ra ở một số khu vực của Đài Loan Trung Quốc, các khu vực ven biển Quảng Đông và đảo Hải Nam. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, mã màu, trong đó màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và màu xanh. Theo thông tin mới nhất, cơ quan thời tiết Hồng Kông Trung Quốc sẽ cân nhắc phát cảnh báo bão số 8 từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 5 tháng 9 khi siêu bão Yagi tiếp tục mạnh lên và tiến gần hơn đến Hồng Kông Trung Quốc. Bản tin dự báo bão mới nhất vào sáng ngày 5 tháng 9 nêu rõ, Yagi là một cơn bão đã trưởng thành do ảnh hưởng của hoàn lưu bên ngoài của cơn bão, gió cục bộ nói chung mạnh lên vào sáng nay. Lúc 8 giờ sáng ngày 5 tháng 9, bão Yagi ước tính cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 390 km về phía Nam Đông Nam. Dự báo, bão Yagi di chuyển cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 300 km về phía Tây Nam trong đêm ngày 5 tháng 9 và rạng sáng ngày 6 tháng 9.